Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Huynh Rất Xa. Hôm nay sẽ là phần 2 của top 100 loài khủng long có tên bắt đầu bằng chữ cái A. Tiếp nối phần 1 không mấy thành công, khi chỉ có Hackerview. Nhưng vì có khá nhiều anh em yêu cầu mình tiếp tục làm series này, cụ thể hơn là hai ông trên này nè. Đùa thôi, một phần là mình mới chỉ đi được cùng 1 phần 10 chặng đường, nên mình sẽ quyết định làm các phần còn lại của series này. Hãy ấn like và subscribe ngay, rồi chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ thôi nào các bạn. Ui, số 11, Achillobater. Mặc dù được phát hiện trong một cuộc khai quật chung của Mông Cổ và Nga vào năm 1989, Achillobater không được đặt tên cho đến tận những năm 1999. Những hóa thạch này rất rời rạc nhưng cho thấy Achillobater là một loài khủng long Dromaeosaurus đặc biệt lớn, dường như đã được phát triển đặc biệt tốt, có lẽ là do kích thước và trọng lượng có thể tăng thêm hoặc được nhắc đến khi đặt tên cho loài này. Achillobater trước đây đã bị cáo buộc là một loài Chimera hóa thạch trong thần thoại Hy Lạp. Vậy ông nào đưa ra cáo buộc đấy? Tin chứ, tin tên này ông là được. Theo cách hiểu đơn giản có nghĩa là hóa thạch được cho là của chi này thực sự đại diện cho một loài khủng long hướng thẳng đứng xuống. Ở tất cả các loài Dromaeosauridae đã biết khác, sương mu hướng về phía sau tương tự như chim. Điều này thường dẫn đến việc sương mu chỉ cùng hướng với xương ở phía sau hông. Một số bộ xương còn sót lại của Achillobater được tìm thấy có khớp nối một phần và các xương khác đều có đặc điểm của Dromaeosauridae. Những nghiên cứu bổ sung về chúng đã đưa ra kết luận rằng nó có mối liên quan chặt chẽ với Dromaeosauridae là hai loài Dromaeosaurus và Utahraptor. Số 12, Acrystavus. Acrystavus là một loài khủng long mỏ vịt. Chúng nổi bật so với những loài khác cùng loại vì nó không có bất kỳ thứ gì trên đầu. Mặc dù không thực sự độc đáo, nhưng nhiều loài Hadrosaurus khác được biết đến nhiều hơn như Parasaurolophus và Lambiosaurus có đầu màu rất phức tạp và ấn tượng. Việc Acrystavus không có cho thấy rằng nó thuộc về một nhóm Hadrosaurus khác, mặc dù có khả năng nó liên quan đến Maiasaura. Có hai suy nghĩ chính về lý do việc nó thiếu một cái gì đó trên đầu. Đầu tiên là Acrystavus có nguồn gốc từ loài khủng long có màu, nhưng đã mất đi qua quá trình tiến hóa. Kết quả là nó không còn là đặc điểm mong muốn khi chọn bạn tình. Về cơ bản, điều này sẽ dẫn đến việc nó được lai tạo. Thứ hai là Acrystavus đại diện cho một dạng Hadrosaurus cơ bản hơn và có thể là tiền thân của Maiasaura đã được đề cập trước đó và có thể là Edmontosaurus với số lượng nhiều hơn. Số 13, Acrocanthosaurus. Trước thời đại của T-Rex và các loài khủng long bạo chúa, vùng đất ngày nay là Bắc Mỹ vào đầu kiếp Creta là lãnh địa của một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến, đó là Acrocanthosaurus. Các hóa thạch của Acrocanthosaurus được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, bao gồm các tiểu bang Oklahoma thuộc hệ tầng Anglers, Texas thuộc hệ tầng Queen Mountains và Wyoming thuộc hệ tầng Cloverly. Tên loài Atokensis được đặt theo nơi được tìm thấy hóa thạch đầu tiên, hạt Atoka, bang Oklahoma. Tuy nhiên, mẫu hóa thạch hoàn chỉnh và lớn nhất được phát hiện sau đó rất nhiều năm cũng tại Oklahoma. Cụm hộp sọ hoàn chỉnh cùng nhiều phần cơ thể, mẫu hóa thạch NCSM-14345 được gọi là Frank, được Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina trả đến 3 triệu đô la Mỹ và hiện vẫn đang được trưng bày tại đó. Dựa theo mẫu vật Frank thì chúng ta có thể ước tính chiều dài tối đa của một con Acrocanthosaurus trưởng thành lên đến 11,5m và nặng xấp xỉ 5,7-6,2 tấn. Đây là một trong những chi theropod được nghiên cứu đồng thời cũng gây ra nhiều tranh cãi nhất. Cho đến nay vẫn chưa thể chắc chắn về vị trí của chi này trong cây phả hệ khủng long. Vẫn có một số tác giả xếp chúng vào họ Allosauridae, trong khi phần lớn đều cho rằng Acrocanthosaurus là một chi Carcharodontosaurus. Nguyên nhân của cuộc tranh cãi này đến từ việc Acrocanthosaurus sở hữu các đặc điểm hình thái vừa giống với Allosaurus nhưng cũng không quá khác biệt so với các hậu duệ của chúng là họ khủng long Carcharodontosauridae. Giống các loài Allosaurus khác, Acrocanthosaurus đi bằng hai chân, sở hữu một cái đuôi dài và nặng để cân bằng với trọng lượng đầu và thân. Acrocanthosaurus có cấu trúc hộp sọ tương tự với các Allosaurus nhưng khác một điểm là không có màu xương lệ như ở Allosaurus. Ngoài ra, vận xương lễ và xương sau ổ mắt liên kết lại tạo thành một cung mài khá dày nằm ngay trên hốc mắt. Một đặc điểm thường thấy ở các Carcharodontosaurus và Abelisaurus, hai chi trước mặc dù ngắn nhưng khỏe hơn Allosaurus và cũng có 3 móng vuốt mỗi bên.
Ngoài ra, chiều dài xương bụi ngắn hơn xương chày và các xương bàn chân cũng cho thấy đây không phải là một kẻ săn mồi tốc độ. Điểm đặc trưng nhất của Acrocanthosaurus chính là hàng gai sống cao trải dài từ cổ cho đến đuôi. Cũng do đặc điểm này mà có lúc Acrocanthosaurus được cho là một Spinosaurus. Chức năng của hàng gai sống này đến nay vẫn chưa rõ, có thể tạo thành một cái bướu dự trữ năng lượng giống lạc đà hoặc điều hòa nhiệt độ. Tất cả các mặt bên đốt sống cổ và lưng của chúng đều có những hốc rỗng chứa khí để làm giảm trọng lượng, trong khi phần đuôi cũng có cấu trúc tương tự nhưng nhỏ hơn. Đây là đặc điểm giống với các Charodontosaurus hơn là Allosaurus. Acrocanthosaurus sở hữu một bộ hàm và rờ găng cưa, mỗi răng cũng đáng sợ không thua những họ hàng thuộc họ các Charodontosauridae. Tuy nhiên, mỗi chiếc răng của Acrocanthosaurus rộng hơn các Charodontosaurus và không có kết cấu gợn sóng đặc trưng của các loại khủng long các Charodontosaurus. Do đó, chi khủng long này được xem là tổ tiên của hình thái sơ khai của các Charodontosaurus và Giganotosaurus. Số 14. Acrotholus. Acrotholus có nghĩa là mái vòm cao, ám chỉ đến hộp sọ hình vòm mà chi này có. Nó sống ở Woodlands, Bắc Mỹ, cách đây khoảng 85 triệu năm và ăn thực vật. Tên loài Audete là để vinh danh Roy Audet, một chủ trang trại đã phát hiện ra mẫu hóa thạch của loài này vào năm 2008. Acrotholus có thể đã bị săn lùng bởi những chi khủng long săn mồi nhỏ như Sauronitholestes và Richardoestesia. Các hóa thạch của chúng đã được phục hồi từ thành hệ sông sữa. Có một số nghiên cứu tuyên bố rằng cái hông ấy nhanh tay ấn subscribe cho Ultraseri. Và họ còn nói thêm, Acrotholus là loài khủng long có xương đầu tiên được phát hiện ở Bắc Mỹ và nó là một trong những loài Bachycephalosaurus sớm nhất được xác định. Có thể chi mới đã tiến hóa gần đây từ tổ tiên khủng long chân chim của nó. Ngoài việc là một chi của họ Bachycephalosaur, Acrotholus còn rất quan trọng vì nó chỉ ra sự đa dạng được đánh giá cao trước đây như các loài khủng long nhỏ ăn cỏ kỹ phấn trắng. Ngay cả vào thời kỳ đầu này, khủng long đầu xương dường như rất đa dạng, mặc dù có chung đặc điểm hộp sọ dày và tròn bất thường của chúng, có lẽ cho phép con đực hút đầu vào nhau ở tốc độ cao để giành quyền giao phối với con cái. Số 15. Edmontosaurus. Dấu tích của loài khủng long Brazil thường được ghi nhận là chưa hoàn chỉnh, ví dụ như loài Osalia, ngày càng nổi tiếng được đặt tên chỉ từ đầu mõm, và Adamantosaurus cũng không ngoại lệ, vì nó được đặt tên từ 6 đốt sống đuôi. 6 đốt sống này ban đầu được Sergio Mezzalira viết vào năm 1959, nhưng không được đặt tên chính thức như một chi cho đến năm 2006. Sự hình thành nơi mẫu phần gốc còn sót lại được phát hiện, trong khi tên loài được đặt tên để vinh danh Sergio Mezzalira. Bởi vì Adamantosaurus chỉ được đặt tên từ đốt sống đuôi nên không thể xác định được kích thước cũng như xác định các đặc điểm khác như sự hiện diện của lớp xương gọi là vảy trên da, được thấy ở ít nhất một số loài thằn lằn hộ pháp. Armadillosaurus được cho là giống với các chi Aeolosaurus và Chigonosaurus. Các loài sauropod khác từ thành hệ Amantina có thể đã sống cùng Adamantosaurus, bao gồm Antacritosaurus, Gondwanatidan và Massacalisaurus. Ngoài ra, cần lưu ý để không nhầm lẫn giữa chi sauropod Adamantosaurus với loài cá sấu Adamantinosuchus, cũng được biết đến từ một thành hệ. Số 16. Adasaurus. Adasaurus là một chi khủng long Dromaeosauridae sống ở châu Á vào cuối kỷ phấn trắng. Giống như các họ hàng, Adasaurus là một thợ săn cừ khôi. Vũ khí săn mồi chính của nó là hai móng vuốt hình liềm phóng to trên bàn chân, có thể được sử dụng để đâm vào con mồi. Tuy nhiên, khi được phóng to, các móng vuốt hình liềm của Adasaurus dường như nhỏ hơn so với bộ neo của các chị em ngày Tết. Tôi đùa thôi. Thực ra là nhỏ hơn móng vuốt của một số chi khủng long họ hàng. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng vì Adasaurus là loài khủng long Dromaeosauridae nên nó được cho là sẽ có ít nhất một số lông hiện diện trên cơ thể khi còn sống. Adasaurus được đặt tên theo một linh hồn tà ác Ada xuất hiện trong thần thoại Mông Cổ, tên loài Mongoliensis, đơn giản có nghĩa là từ Mông Cổ. Adasaurus là một trong nhiều loài khủng long được phát hiện từ thành hệ Nemec nổi tiếng thế giới. Nơi này cũng chứa các chi khủng long đáng chú ý khác như Aleoramus, Gallimimus, Avimimus, Drisinosaurus và Tarbosaurus trong số lượng khủng long được phát hiện ngày càng tăng. Số 17. Ankyptosaurus. Ankyptosaurus là một khủng long sauropod cỡ trung được biết đến là đã sống ở khu vực ngày nay là Ai Cập. Thật không may, chúng ta chỉ có những mô tả ban đầu về loài khủng long này để nghiên cứu
như những hóa thạch ban đầu đã bị phá hủy cùng với bảo tàng Munich trong một cuộc ném bom của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Aegyptosaurus có thể là con mồi của các loài khủng long chân thú các Charodontosauridae, thậm chí có lẽ là cả chi các Charodontosaurus. Loài khủng long chân thú nhỏ hơn Delta Romeus cũng có thể là mối đe dọa với loài Aegyptosaurus chưa trưởng thành. Những tàn tích của loài săn mồi khổng lồ Spinosaurus cũng được hiện diện trong thành hệ Bahariaceae. Mặc dù theo cách giải thích hiện đại về Spinosaurus là loài săn mồi đặc biệt về cá, có vẻ như Spinosaurus không tích cực săn những loài khủng long như Aegyptosaurus. Tuy nhiên, việc nhặt xác của chúng cũng là một lựa chọn hợp lý. Số 18. Adeobarbosaurus. Adeobarbosaurus có nghĩa là thằn lằn ăn xa, được phát hiện ở Argentina, tỉnh San Juan, thuộc hệ tầng Canyon del Colorado. Ban đầu được coi là quần thể phía nam của Massabodilus, Adeobarbosaurus được thành lập như một chi độc lập vào năm 2009. Adeobarbosaurus là một chi khủng long Saurodomorpha bất thường vì nó dường như có một cái mỏ sừng ở miệng. Đây có thể là một vũ khí chuyên môn để kiếm ăn. Số 19. Aerosaurus. Aerosaurus được coi là tiền thân của các loài động vật có màng ối và anaerobic sau này như Varanops. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi về bản chất thực sự của Aerosaurus. Chúng được sắp xếp rất chặt chẽ tạo thành một hàng liên tục giống như một cái lưỡi cưa. Điều này có thể biểu thị cho một phương pháp ăn chuyên dụng như máy lọc, hoặc có thể là một dạng cào thô sơ để tước lá của thảm thực vật từ những cây giống dương sĩ. Ngoài răng, các xương sườn cũng khá dài. Điều đó có nghĩa là có thể sâu hơn và có thể là nhiều chỗ hơn cho hệ thống tiêu hóa lớn hơn, có thể cần thiết cho quá trình xử lý chất thực vật. Aerosaurus cũng được chú ý vì các chiếc xương đuôi dài tương xứng gần bằng một nửa tổng chiều dài cơ thể. Số 20. Aerosteron. Aerosteron là một thành viên của Megaraptora, một nhóm khủng long chân thú có thân hình nhẹ nhàng, đáng chú ý là có móng vuốt to trên tay. Tên của nhóm này bắt nguồn từ việc xác định nhầm thành viên của nhóm. Megaraptor bị xác định nhầm là chim ăn thịt Dromaeosauridae dựa trên sự hiện diện của một móng vuốt lớn. Tuy nhiên, những khám phá mới bao gồm O.J. Lovenator đã cho phép xác định chính xác cũng như thành lập một nhóm mới. Aerosteron rất đặc biệt với cả nhóm này và các loài khủng long chân thú nói chung vì không khí chứa đầy các khoảng trống trong xương của nó. Điều này không chỉ làm cho xương có trọng lượng nhẹ mà còn có thể hô hấp, tương tự như những gì chúng ta thấy ở loài chim ngày nay. Ngoài việc hỗ trợ nhiều hơn cho dòng dõi chim từ khủng long, điều này còn có thể cho phép lượng luồng không khí đến và đi từ phổi của Aerosian lớn hơn. Được suy đoán ban đầu là một trong những công cụ điều chỉnh nhiệt độ, nó sẽ cho phép tốc độ hô hấp nhanh hơn và có thể suy ra lối sống săn mồi rất tích cực của Aerosteron. Vừa rồi là phần 2 với thêm 10 loài nữa trong top 100 loài khủng long có tên bắt đầu bằng chữ K-A. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để đón xem tiếp các phần còn lại của series hay mà ít view này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.